Vâng, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Chào đón các bác, cô chú, anh chị để trở lại video số tiếp theo kênh Người Tây Bonsai của em nhé. Tiếp tục tập 2 cây này. Hy vọng là chắc chỉ có 2 tập cây này, làm cây này thôi. Cây này thì lúc trước thì có định hình và sơ bộ. Và xong rồi muộn quá xuống ăn cơm. Giờ lên làm, cố gắng làm hôm nay, cố gắng làm trước xong trước 11 giờ đêm, thì sau đấy thì nó ồn, thì đục kéo thì nó không tiện. Được cái thì khá là ưng vì cái bệ bãi nó rất là mỏng, cái cốt chậu quá. Đấy, không có tí gì thôi. Đấy, cây này thì cứ đục thoải mái xong rồi 1-2 ngày tới thay chậu cũng vô tư, nó nguyên cái bánh rồi. Hay cơ bản sẽ làm lại cái bệ này. Cái bệ này thì sẽ, trước mắt là sẽ đục vào cái miếng này, bởi vì nó hơi bị mặt chính ra như này các bác nhé. Đấy, thì cái miếng này tí nữa phải đục sâu vào tí nữa. Nhưng mà cứ dần dần định hình như thế đã. Có thể là kết thúc cả những cái series video của cái cây này thì cũng có thể là chưa phải là cái kết quả cuối cùng mà em hoàn thành đâu. Thôi thì quay được video lúc nào à, làm thì hay lúc đấy các bác. Sau nhìn thành phẩm thì em lại quay lại với những cái video mới. Đấy, quay trở lại cây này thì chắc là làm thiên nhiên rồi các bác. Vẫn là tay cút theo kiểu là 1, 2, 3, 4, 5 năm đầu, nhưng mà mọi thứ nó ngắn lại và nó làm nó thật thiên nhiên hết cỡ. Ví dụ như cái đầu này, cái chì ở đây không dùng thì em phải đục bỏ đi rồi. Cái đầu này hơi thô, đấy thì đục lái nó đi. Sau nó bo nó méo thì nó đỡ rụt lại, cái khẩu này ngắn thì nó mới rụt được. Chứ dài là đơ này thì chịu. Khẩu bên này cũng vậy. Khẩu bên này thì cái mầm bên này nó nảy ra và nuôi cái mầm này. Cái này chắc chắn ra mầm được. Nó sẽ phồng cái chỗ này ra, nó sẽ ngon lành hơn. Ngon lành hơn. Đấy, ngon lành hơn. Sửa cái mỗi cái bệ này thôi. Có thể sẽ phải sâu vào tận trong này. Sâu tận trong này. Đục khuyết nhẹ chỗ này tí. Thực tế là tôi chẳng có nghiện đục những gì đâu các bác. Nhưng mà những cái điểm tôi rất khó chịu thì tôi phải làm đấy. Buộc tôi phải bỏ đi thôi. Tôi làm nó nhẹ bớt cái chỗ này đi bằng cách nào đó. Thì tí nữa cắt ra thì lộ dần thì ta làm. Đấy, để các bác nào mà chưa theo dõi cái video mà em vệ sinh cái cây này thì bây giờ chúng ta hiểu cái cây này nó như nào. Đấy, bệ bãi này. Ok, làm luôn các bác nhé. Làm luôn. Kỳ. Có đồ một vật là sướng rồi các bác. Thành bại tại tay đây. Cây này đúng thành bại tại tay. Ý tưởng mình cũng có thể là tốt. Có lúc này lúc khác tốt hay không, nhưng mà nhiều khi nó cảm xúc nó tốt thì hoặc là cắt chuẩn thì nó ra cây. Không nhiều lúc cắt xong thì thấy bà thôi bỏ mẹ rồi. Vì mệt. Đấy. Làm luôn cái miếng này cho nó ngọt nước ấy. Ui đỡ quá. Toàn bộ những cái khẩu rất là đơ. Muốn nuôi lại lắm, muốn giữ lại hết cái dữ liệu lắm chứ bác. Nó đơ thì nuôi làm sao được. Các bác cứ bảo là nghiện đục thì không phải đâu. Em là thể loại ghét đục đấy. Thank you.
gõ cả cái mảng này đi các bác. Nó rộng ở đây quá. Mặc dù đây rất nhiều bệ em vẫn phải bỏ đi. Còn này. Thò ra quá. Cây thì lùn mà sao nó rộng quá, nó không hay.
mưa. Mưa rồi các bác. Đấy, báo cáo các bác à. Vừa mới quên không ấn cái nút quay các bác. Bỏ qua khá là nhiều công đoạn. Bây giờ đã là từ lúc nãy là khoảng 8 giờ nhé. Thì bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Đến giờ hàng xóm càm ràm phàn nàn rồi. Đấy thì có không nên tạo tiếng động nữa. Thì suy cho cùng lại về cây ba vai các bác ạ. Đây, bỏ hết cái khẩu này đi để làm cây ba vai. Bởi vì là cái vết này. Vừa nãy tôi tính là lấy cái này làm ngọn. Thì tôi cắt giật cấp xong cái đục cho nó giật cấp lên. Sau cái sẹo này nó bo nó tràn xuống đây là vừa. Đấy, và cái khẩu độ này nó đũa cũng ngắn lại. Đấy, đi được một cây ba vai thì mặt này có thể là mặt chính. Mà mặt này là mặt chính thì đang chờ cái mầm đây rồi không nói nhá. Có cái lồi đây rồi. Cái này phải bỏ đi. Bỏ đi thì hoàn toàn có thể làm một cây ba vai. Làm một cây ba vai. Chốt ba vai các bác nhá. Nhưng mà form dáng sau này tay cành vẫn có để một số cái điểm làm tự nhiên ở đây các bác ạ. Đấy các bác nhá. Thế thì mặt này là mặt chính cũng được, nhưng mà mặt này trên này nó không có củ ngọn đẹp như cái này, rất là tiếc. Thì thôi, tôi đẩy ra mặt sau là mặt chính. Tôi để mặt này, sẽ đục cái này cho nó sâu cái ngọn sữa ra. Đấy, xanh làm điền các nhé. Đấy thì về mặt nào bị cũng đẹp cả, mặt nào bị cũng đẹp cả, và sửa lại chỗ này một tí. Đây, sau khi bỏ cái này đi nó thoáng hẳn. Thì mặt này là mặt chính và cổ ngọn nó sâu, ok. Mặt này là mặt chính cũng được, nhưng mà cái cổ ngọn nó đang thuận cho với cái mặt kia hơn. Đấy, ok. Thì sơ bộ là như vậy. Phải sang tập 3 thì các bác. Rồi tập 3 chắc còn dài dài. Thì các bác đón xem nha. Lúc ấy em sẽ làm chi để đục cái cổ, đục cái sẹo này và miếng này, sau đó trồng vào cái chậu đẹp các bác nhé. Hiện tại chưa có chậu và nghỉ đến sáng mai làm tiếp hoặc là trong ngày mai. Ok, hẹn gặp lại các bác trong video kết thúc cây này nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.